Nhà đầu tư chuyển tiền cho công ty Skyworld Community và ký kết hợp đồng vay chuyển đổi cho văn phòng cá nhân của mình. Hợp đồng vay chuyển đổi là hợp đồng mà theo đó nhà đầu tư cho công ty vay tiền với mức đảm bảo bằng số cổ phần của công ty RSH. Khi ký hợp đồng vay chuyển đổi, nhà đầu tư nếu muốn, họ sẽ ký một yêu cầu mà theo đó họ nhận sở hữu cổ phần trong công ty và trở thành đồng sở hữu công nghệ vận tải đường dây. Nếu người này không ký yêu cầu thì đồng nghĩa với việc cung cấp tiền theo điều kiện cho vay. Người đó sẽ có thể nhận lại khoản tiền ấy trong khoảng thời gian 3 năm với mức lợi nhuận là 4%. Bảo đảm cho khoản vay là cổ phần, chúng được giữ riêng cho nhà đầu tư này. Trước khi hoàn lại khoản vay, bất kỳ lúc nào người này cũng có thể ký yêu cầu và nhận sở hữu chúng. Sau khi ký hợp đồng, nếu nhà đầu tư ký yêu cầu thì thông tin của người này sẽ được đưa sang quỹ RSH3 để đăng ký số cổ phần. Sau khi chuyển tiền đầu tư, ký kết hợp đồng và yêu cầu, nhà đầu tư sẽ được đưa vào sổ đăng ký đặc biệt. Sổ đăng ký cho biết thông tin cá nhân, ngày đăng ký, mã số cổ phần sở hữu trong tổng khối lượng phát hành, mã số chứng chỉ đã nhận và số lượng cổ phần đóng dấu. Chữ ký xác nhận tính xác thực của tài liệu. Sau 3 tháng, trong văn phòng cá nhân, nhà đầu tư có thể nhận được giấy tờ xác nhận sở hữu cổ phần, chứng chỉ của chủ sở hữu, chứa thông tin nhà đầu tư cũng như thông tin chung về các cổ phần đã có được. Trích lục từ sổ đăng ký, chứa thông tin chi tiết về cổ phần đã sở hữu, sử dụng cho các thỏa thuận pháp lý, chẳng hạn như đăng ký thủ tục thừa kế. Các cổ phần được bạn đăng ký cũng được xem như tài sản thông thường, có thể được lập thừa kế ngay cả khi người trao thừa kế còn sống cũng như sau đó. Để làm điều này, chỉ cần liên hệ với công chứng viên sử dụng các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu. Trong văn phòng cá nhân của nhà đầu tư có hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký quyền thừa kế cổ phần đúng đắn. Trong văn phòng cá nhân có thể đăng ký các gói cổ phần đặc biệt là gói Student và gói Kid. Trong đó nêu rằng, một trẻ vị thành niên được chỉ định đăng ký gói, khi tới đủ tuổi trưởng thành, quyền sở hữu cổ phần sẽ được chuyển cho trẻ ấy. Phụ huynh của trẻ vị thành niên có thể thanh toán gói cổ phần này và khi thanh toán xong, trả góp hoặc trả thẳng sẽ nhận được số cổ phần đăng ký theo hợp đồng vay chuyển đổi. Theo thông tin mới nhất ngày 22 tháng 11 năm 2021, công ty không tiếp nhận đầu tư từ các quốc gia và khu vực sau: Cuba, Iran, Triều Tiên, Guam, Sudan, Syria, Mỹ, Úc, Nhật, Canada. Điều đó có nghĩa là những người từ các khu vực này không thể đăng ký tại SWC. Còn nếu họ đã đăng ký thì rất tiếc họ không được tham gia đầu tư. Ngoại lệ là các nhà đầu tư chuyên nghiệp từ Mỹ. Tiền của nhà đầu tư được chuyển cho GTI và dùng để phát triển công nghệ vận tải đường dây. Cụ thể là phát triển Eco Technopark, trung tâm thử nghiệm, trình diễn và chứng nhận các hệ thống giao thông hạ tầng vận tải đường dây. Hiện tại, Eco Technopark đã xây dựng 5 loại tuyến đường, trên đó có 11 loại phương tiện vận tải đang đi lại, mở rộng nhà máy sản xuất riêng. Tại đây hiện đang có hơn 700 chuyên gia làm việc, xúc tiến và phát triển các dự án thương mại quốc tế. Hiện tại, bạn có thể đăng ký sở hữu cổ phần trong một tập đoàn vận tải khổng lồ của thế kỷ 21 với triển vọng nhận được cổ tức với số tiền là 20% lợi nhuận mà công ty nhận được. Ở giai đoạn hiện tại, cổ phần có thể được coi là tài sản bị định giá thấp. Giá trị của chúng trên sàn giao dịch điện tử hoặc truyền thống có khả năng tăng giá đáng kể sau khi đưa ra ngoài thị trường. Đối với cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán và được giao dịch tự do thì chúng đã ổn định về giá và không có triển vọng tăng trưởng gấp hàng chục lần trong tương lai gần. Cổ phần RSH có mọi cơ hội tăng giá trị trong suốt thời gian tích cực xây dựng và ứng dụng vận tải đường dây. Đây là một quá trình kinh tế có quy luật được khẳng định bởi các sự kiện lịch sử. Ví dụ, có nhiều công ty đã trở nên được săn đón trong thế giới hiện tại. Hãy nhìn vào những công ty có xuất phát điểm thấp như Google, Apple, Amazon. Họ đều từng là những công ty khởi nghiệp vô danh. Còn bây giờ, ai cũng biết về họ. Và những cổ đông ban đầu của họ hầu hết là những người giàu có. Nếu bạn hiểu đầy đủ về các triển vọng ấy, hiển nhiên không còn băn khoăn gì về việc có đáng để trở thành người đồng sở hữu công nghệ hay không.